Chẳng cần bận tâm nơi đây em vẫn sống tốt. Em muốn anh hạnh phúc. Từ ngày anh đi đôi mình chia ly còn gì phải nghĩ suy. Chuyện tình đôi ta bây giờ chia xa vì người thứ ba. Thôi anh đi đi, chẳng cần anh phải quan tâm và lo lắng. Em đã yêu được anh thế nào? Ngày mà anh yêu yêu đằng sau lưng thường đưa đón mỗi chiều. Còn người yêu anh là tranh đe anh xem là cho phù. Để tiếp tục bên nơi